Chào các bác nhé. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm trước như tôi đã làm một cái video mà để giới thiệu với anh em là LENS ZOOM 18X ấy, quay hình ảnh từ xa 800m đấy, 800m, 500m, 600m đấy. Tôi hôm nay nó sẽ làm cái video để giới thiệu cái LENS ZOOM này quay hình ảnh ở gần nhé. Hình ảnh thấp nhất là 3m đến 5m. Tại vì một số các bác mà hay quay chim đấu ấy, quay chim đấu khoảng 3m đến 5m thôi ấy, thì có hỏi tôi là cái lens này quay lấy nét có được không, có đẹp không, theo dõi có tốt không ấy, thì tôi trả lời là rất là ok nhá, hình ảnh nét trong đẹp. Thì đây là tôi sẽ làm cái video thực tế để cho các bác thấy được nhá. Nhưng mà trước khi quay với cảnh kia thì tôi hướng dẫn sơ lại cái cách nắp cái này nhá, tại vì một số bác còn chưa giỏi với cách nắp nhá. Đây bộ sản phẩm của mình đây, kéo ra này. Bộ sản phẩm mình gồm có cái chi phô thấp này, một ống zoom này, một ống zoom nhá, một bát kẹp điện thoại này, và một túi này. Ở trong cái túi này sẽ có cái ống dinh đây, ống dinh đây. Khi nào lắp vào bằng ống dinh này các bác sẽ dùng cái ống dinh này nhá. Ở đây nhá, cái bát kẹp này là để kẹp vào điện thoại này, là dùng cho tất cả các loại điện thoại. Ví dụ như các bạn, đây là cái iPhone 6 nhé, các bác kẹp vào đây. Các bác lắp làm sao ấy, cho cái mắt camera này nằm ở phía trên này, cái xoáy ốc này nằm ở phía dưới này, đây. Xoáy ốc nằm phía dưới nhé, mắt camera nằm phía trên. Căn làm sao cho không chạm các nút nguồn, nút âm lượng. Các bác một tay các bác bóp sát cái kẹp này vào, một tay là bác chỉnh cho cái bát kẹp này, cho cái ốc bát gen này nằm giữa mắt camera nhé. Và xoáy ốc này lại nó sẽ giữ lại, con ốc này sẽ giữ, một là cái bát kẹp này ôm vào điện thoại, hai là giữ cái bát gen này để sau này nó đỡ ống len nhé. Thế còn trường hợp mà điện thoại của các bác điện thoại to như cái len Novo chẳng hạn này, nó này có cái nút nguồn ở ngang này, nút nguồn ngang này nhé, thì các bác phải linh động nhé, các bác phải linh động chế, các bác linh động chế cho tôi. Đây, bác phải lấy hai cái mẩu này, hai mẩu này nhá, cài vào khe này, cài vào khe này làm sao để cho nó không có kẹp vào nút nguồn nữa, không kẹp vào nút nguồn, không kẹp vào nút âm lượng nữa nhá. Cái này là các bác phải tự linh động nhá, và đồng thời cái miếng này vẫn giữ giữa này thôi, là xoáy vào là được. Thế còn đây, nó làm thử luôn này, làm cái này cho nó nhanh nhá, có một điện thoại này, xoáy ra giữa tim này. Các bác xoáy lên cái giá thấp này, đây là các bác dùng giá thấp. Thế còn các bác dùng cái giá cao ấy, thì các bác xoáy lên giá cao. Đây, dùng các bác dùng giá cao này này, thì các bác xoáy lên giá cao nhé, xoáy vào đầu giá cao này thôi, cũng tương tự như vậy thôi. Và phía bên này ấy, là các bác xoáy ống len vào này. Các bác lưu ý nhá, cái phần ống len này ấy, là gen bằng nhôm, phần bát kia thì gen bằng sắt. Các bác xoáy phải thật nhẹ nhàng, căn chỉnh làm sao cho nó vừa đúng gen nhé, căn chỉnh làm sao cho nó đúng gen chuẩn nhất nhé, không được sai lệch một tí nào. Tại vì cái này phải cẩn thận nhẹ nhàng thôi, càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì độ bền nó càng cao bấy nhiêu nhé. Các bác xoáy sao gen nó nhẹ nhàng vào, chứ cái này lệch gen trái gen thì các bác xoáy cố một tí là nó hỏng gen đấy. Tại vì nó là một bên là nhôm, một bên là sắt đấy nhá. Như này nắp hoàn thiện vào này, đây là trên cái giá đỡ thấp, thì còn trên giá cao là cũng như vậy thôi nhá. Cái điện thoại mà tôi đang quay ấy, thì tôi đã nắp sẵn cái bát kẹp vào rồi, và giờ tôi chỉ cần việc xoáy cái ống zoom vào là tôi sẽ thực hiện được, quay được luôn nhá. Từ đây cho các bác xem, đây tôi sẽ quay cái lồng cu này nhá, lồng cu từ khoảng cách bàn này này, từ khoảng cách bàn làm việc từ vị trí tôi ngồi này nhá, đến cái đồng cu này thì nó khoảng 3m nhé. Đây, hoặc là đến cái hoa lan này khoảng 3m đi. Làm trước mắt là tôi quay cái đồng cu trước nhá. Bây giờ tôi được xoáy cái ống len này vào nhé. Đây, ống len này tôi chuẩn bị sẵn rồi này, ta để xoáy vào là được này. Tôi xoáy ống len vào sau cái mắt camera của điện thoại này, và cái bát sẵn này. Và như những video ấy tôi có chỉ các bác cách lấy nét đấy, Đó, các bác lấy nét xoay ở cái vòng đen đấy nhá. Đây tôi đưa lên vòng chim cu đây. Đây nhá, tôi lấy nét này cho nó trong hơn nữa này. Rồi. Đó, các bác nhìn đấy. Con cu gáy ở vị trí là 3 m nhá. Nét căng luôn. Các bác lưu ý cái này là chưa zoom một tí nào nhé. Chưa cần phải zoom tí nào, tại vì vị trí gần này mình sẽ không cần phải zoom một chút nào hết nhé. Đây con cu, cái đồng cu này cách khoảng 3 m đây. Như này là các bác đi quay chim đấu là hoàn toàn ok nhé. Hoàn toàn ok luôn. Cái này nó càng im bao nhiêu ấy, thì đồ hình ảnh nó càng đẹp bấy nhiêu, để nó càng sáng nét bấy nhiêu. Rồi tôi quay lên cái bông chậu giỏ nan này. Đó, giỏ nan này. Các bác lưu ý là tùy từng khoảng cách nhé. Tùy từng khoảng cách. Tùy từng khoảng cách ấy thì là cái hình ảnh nó cho khác nhau và các bác phải lấy nét khác nhau nhé. Đây là tôi đang quay ở khoảng cách gần 3 m tới 4 m. Đây nhành hoa lan đây. Các bác thấy không? Sắc nét. Đồng cô gái đây. Đây. Đây các bác thấy không? Nét căng từ cả cái sợi lông cườm luôn. Đây là khoảng cách 20 đến 3 m nhé. Bây giờ tôi sẽ quay khoảng cách 7 m tới 10 m nhé. Đây các bác lưu ý cái bông hoa lan ở ngoài kia kìa. Tôi sẽ rời vị trí cái máy quay của tôi xa ra nhé. Đây là khoảng 10 m này. Các bác lưu ý nhé, vừa đấy là vẫn cái lấy nét như vậy nhé. Bây giờ quay sang 10 m đấy là nó sẽ không còn nét nữa, thì các bác phải lấy nét lại nhé. Đây, tôi sẽ lấy nét lại này. Đây, tôi vừa mới chỉnh lấy nét rồi đấy. Các bác thấy không? Hình ảnh bông hoa lan là sắc nét căng luôn. Đây là vị trí khoảng 10 m nhé. Đây là anh em quay chim đấu là hoàn toàn yên tâm ok hết nhé. Gần hay xa là mình phải lấy nét lại. Thì hôm trước tôi đã có cái video quay được cái khoảng cách là 700-800 m rồi. Thì đây là khoảng cách quay gần để anh em chơi chim đấu nhé. Tôi xin phép tháo được cái ống len zoom mình ra. Ống len zoom mình ra. Đấy. Các bạn nhìn đi, đây là thực tế cái giỏ lan treo ngoài cổng thôi kìa. Giỏ lan treo ngoài cổng thôi nhá. Đó, khoảng 10 m đấy. Và đây là khoảng cách cái bàn đá nhà tôi đây. Bàn đá tới cái đồng cu ngoài kia thì nó 3 m nhá. Đây hình ảnh camera thường đây. Và vừa rồi các bác đã xem hình ảnh từ ống đen zoom thu được nhé.